thế có sao đâu, khóc chi em cho phải má hồng được gì. Giọt lệ này dành đêm mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hỡi đau mà tiếc thương thân ai. Xin chào tất cả các bác, thì hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một bộ cấu hình. Một bộ cấu hình này thì bình thường là em sẽ ghép cho vang, mic và cục đẩy. Thì hôm nay em có phối ghép thêm một chiếc lọc PV231 nữa. Thì tại sao lại ghép thêm như này? Thì thật ra thì với cái con K6000 nó đã là đủ rồi các bác nhé. Thì nó có giải equalizer trên đó rồi. Thì với chiếc lọc gì em ghép thêm? Thì tại sao lại ghép thêm? Vì chiếc lọc gì này nó có thể là tăng giảm bass check các bác nhé. Tăng giảm bass check của nhạc trên con vang. Đấy, và nếu mà những cái bộ dàn mà nó bị ù nhiều, có nghĩa là loa của các bác bị kém chẳng hạn, thì nó sẽ bị ù nhiều. Thì chúng ta sẽ chỉnh như nào? Thì rất là đơn giản, nếu mà ù nhiều thì chúng ta có thể giảm cái giải bass này xuống. Đấy, và không phải chỉnh trên vang số nữa, và chúng ta sẽ chỉnh trên lọc xì luôn. Như này thì nó rất là tiện, vì đôi khi là chỉnh trên vang số thì còn phải máy tính, rồi còn phải ấn nút, nó rất là nhiều. Đấy, hoặc là vào cái phần music này, chúng ta có thể chỉnh cái equalizer thì được. Nhưng mà với con lọc có thêm cái lọc xì này thì chúng ta chỉ cần chỉnh cơ ngay trên lọc thôi các bác nhé, nó rất là tiện. Và điều tiếp theo là trên cái con PV231 này thì chúng ta có thể cắt trực tiếp ù và dư giải chép trên ngay trên con lọc này các bác nhé. Thì ví dụ như là một bài nó ù thì chúng ta có thể là tăng cái lao cắt này lên. Đấy, các bác có nghe thấy tiếng nó bớt ù không? Em cố tình chọn cái bài này để cho nó ù. Thì dùng cái con này nó sẽ, chúng ta sẽ vặn cái lao cắt này lên. Đấy, thì nó sẽ bớt ù các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ cắt nhược những cái giải từ 40Hz trở xuống chẳng hạn. Đấy, hoặc là như này thì chúng ta để full giải. Đấy, thì nó sẽ ù, nhưng mà tùy từng bộ dàn các bác nhá. Tùy vào loa và bộ dàn thì với cái con lọc PV231 này nó có thể xử lý được. Và điều quan trọng nhất là tiếng dư chép cũng vậy. Thì nếu mà để nhiều quá thì nó sẽ bị dư chép. Còn nếu khi chúng ta thu hẹp lại cái hai cắt này thì nó sẽ giảm được cái tiếng chép của mình. Đấy, mà không cần can thiệp trên các giải tần này. Đấy, như vậy là trên con lọc xì PV231 nó hiệu quả rất là cao khi nắp đằng sau con vang các bác nhé. Với một bộ cấu hình như này thì giá tiền nó không cao đâu, nó chỉ trên 10 triệu đồng một chút. Và nếu mà các bác mua loa JBL712, đấy, các bác mua JBL712 hoặc là mua EV12 đây, thì giá của nó sẽ được giảm ngay 500.000 các bác nhé. Đấy, nhiều bác bảo với em là tại sao phải ghép nhiều thiết bị, nhưng mà nếu mà các bác muốn tinh chỉnh nó dễ hà giàng hơn thì nên ghép nhiều thiết bị. Còn đâu các bác không muốn tinh chỉnh nhiều thì chỉ cần vang số, cục đẩy và mic khung dây là cũng có thể là KK được rồi. Đấy, thì em giới thiệu với các bác là cái chức năng của con PV231 này nó có rất nhiều điểm hay. Đó là nó có tận 31 giải tần trên một kênh và có hai cắt và lao cắt. Như này thì chúng ta tiện, rất là tiện cho việc chỉnh. Đấy, to nhỏ đây, rất là tiện. Đấy, bị ù quá thì chúng ta tăng lên 40 hoặc là tăng hơn một chút. Đấy, hoặc là bị xì quá thì chúng ta giảm, tăng cái này lên, giảm cái hai cắt này xuống. Đấy, thì cái này nó tinh chỉnh rất là tiện. Đấy, tùy vào tai nghe của mỗi người mà chúng ta có cách tinh chỉnh khác nhau. Đấy, thì với một cái đoạn clip như này thì các bác có nhu cầu mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới, hoặc là truy cập ngay website thangcaoaudio.com để xem giá những sản phẩm mới nhất các bác nhé. Với một bộ dàn nó không cao đâu, chỉ trên 10 triệu đồng thôi, mà chất lượng âm thanh về can chỉnh nó cực kỳ dễ. Đấy, các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ các bác nhé. Và mời các bác đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video bên em làm các bác nhé. Giá chỉ hơn 10 triệu đồng thôi nhưng chất lượng âm thanh rất là vượt trội rồi.
cho tất cả các bác. Hẹn các bác ở những clip lần sau. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu, khóc chi em, cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành đêm mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đau, hơi đau mà tiếc thương thân ai. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta đã bao cách biệt chung chung. Người thì mộng một trời mây bay, người thì còn mãi trắng đôi tay. Nên ai đã biết được ngày nay. Em ơi, anh đã biết rằng con chim quý phải ở lâu xót. Anh không trách là em bội bạc, mà em ơi, anh chỉ trách em. Trách em, sao em không nói thật lòng mình? Sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly bôi, uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa? Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy sân bay.